Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam các bạn đã bước vào cuối tuần ngày thứ bảy rồi. Thì Thuận muốn chia sẻ một số những cái thông tin với các bạn trước khi chúng ta bước vào cuối tuần. Thì Thuận đã chia sẻ ngày hôm qua đó có thể hôm nay đã không có video tại vì thường bận một số công việc nhưng mà Thuận thấy thị trường cũng rất là đỏ. Cho nên Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ một số những cái thông tin với các bạn những gì mà Thuận biết thì chúng ta đã thấy được là thị trường màu đỏ hiện bây giờ Đó là không chỉ riêng là ở thị trường crypto không mà chúng ta thấy được là những chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đã rất đỏ hiện tại giống như là chỉ số Nasdaq đó thì xuống tới 2% lần chỉ số S&P 500 thì xuống 1.27 và Dow Jones thì xuống khoảng chừng là 0.84% Nói chung đó thì khả năng là chúng ta sẽ kết thúc tuần này là màu đỏ cho chỉ số S&P 500 và đây là tuần màu đỏ đầu tiên sau 4 tuần liên tục là màu xanh có nghĩa là chúng ta thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ Nói chung cũng giống như là crypto trong vòng năm tuần qua đã cũng đã có một cái sự tăng trưởng à, và tuy là đây là tuần là có khả năng là một màu đỏ nhưng mà chúng ta vẫn thấy sự tăng trưởng rất tốt trong vòng à, 4 tuần qua đến từ chứng khoán Hoa Kỳ. Chúng ta nhìn vào à, một chỉ số mà không có đi xuống đó chúng ta thấy được đó chính là chỉ số DXY vẫn tiếp tục có cái sự tăng trưởng. Đây là biểu đồ đến giờ và các bạn thấy được DXY là cái chỉ số à, tính toán cái sức mạnh của đồng đô la so với là những cái đồng khác như đồng bảng Anh, đồng Yên vân vân thì chúng ta vẫn thấy được là đồng đô la đang có sự tăng trưởng mạnh và mỗi lần mà DXY đã tăng trưởng mạnh thì chúng ta sẽ thấy được là thị trường tài chính là một màu đỏ và không chỉ riêng là chúng ta nói tới là chứng khoán chúng ta có thể nhìn thấy được là vàng cũng vậy vàng thì đỏ một chút thường các bạn thấy được vàng không tăng nhiều cho nên đi xuống cũng không có nhiều nhưng mà nói chung xu hướng đó thì vẫn là đi xuống trong thời gian qua bây giờ là một lần nữa lại dưới 1.800 đô cho một ounce vàng bây giờ là 1.760 hợp đồng dầu đó thì tăng hơn một chút so với cái T vài ngày nhưng mà trong vòng 24 giờ qua thì cũng không có tăng trưởng nhiều đâu. Các bạn thấy được là chúng ta vẫn ở mức là khoảng 90 đô cho một thùng dầu hiện tại. Crypto thì cũng xuống rất là mạnh, mạnh hơn các mạng khác. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những chỉ số như là của BTC đi thì chúng ta nhìn thấy được là giá của BTC bây giờ mức là 21.359 có nghĩa là trong vòng 24 giờ qua đó đã xuống 8,6%. Ethereum đó thì xuống 9,3%. À, BNB thì xuống 5,8 và những đồng khác thì xuống cũng tương tự 10%, 12% vân vân tùy theo đồng Và tất cả thị trường đó thì ước tính là vốn hóa đã giảm 7,4% Vẫn trên 1.000 tỷ đô la nhưng mà chỉ trên 1.000 tỷ đô la là 76 triệu mà thôi ở thời điểm hiện tại Và các bạn thấy được là cái lực bán hiện bây giờ đó đang đến từ đâu Thì có một cái nhận định đến từ Twitter cũng rất là thú vị Nhận định này đó nói là FTX là cái sàn mà có lực bán nhiều nhất gần đây và lực bán này đã, đã có liên tục từ lúc mà giá của BTC đạt cái đỉnh là 23.5 ngàn đô Thì tại sao vậy? Thì chúng ta thật sự không biết được là tại sao mà lực bán đợt này đã đến từ sàn FTX Thường trước đây chúng ta thấy được lực bán đến từ sàn Bitfinex hay là sàn Binance Nhưng mà lần này lại là đến từ sàn FTX Điều thú vị ở đây đó là chúng ta nhìn vào cái khối lượng giao dịch ở trên sàn FTX và Binance sẽ khác rất xa. Chúng ta có thể nhìn thấy được là trong thời gian 24 giờ qua đó thì tính đơn giản đó thì cái khối lượng trên sàn Binance có thể là gấp 10 lần khối lượng ở trên sàn FTX. Có nghĩa là sàn Binance cái tính thanh khoản cao hơn rất nhiều thì nếu như mà có một ai đó muốn bán mà họ muốn có thể bán được với cái giá tốt hơn đó, thì họ đáng lý đâu là bán trên sàn Binance thường là lực bán sẽ đến từ sàn Binance nhưng mà bây giờ cái bạn thì được bán đến sàn FTX thì có phải là có ai đó, đó, muốn sử dụng một cái sàn có tính thanh khoản thấp hơn để có thể là đẩy giá xuống hay là không thì cái đó là tôi không biết được tôi chỉ có thể chia sẻ điều thú vị ở đây là lực bán đến từ sàn FTX liên tục mà thôi và đối với cái lực bán như vậy đó thì chúng ta lại thấy được là khi mà giá đi xuống thì có thể là dẫn đến nhiều lệnh non và thanh lý nhất là khi mà giá xuống nhanh như vậy và trong vòng 24 giờ qua thì chúng ta có tổng cộng là 618 triệu đô la lệnh margin bị thanh lý thì cái số lượng lệnh này đó nói chung thì cũng cao thì trước đây đó khi mà cao là những lúc mà cái con số này lên tới là 1 tỷ hay là thậm chí là 2 tỷ trong vòng 24 giờ nhưng mà đã rất lâu chúng ta không thấy con số này lên cao như vậy thì nói chung thì bây giờ đã 618 triệu bị thanh lý trong vòng 24 giờ đó vẫn là một mức cao đối với thuận và các bạn có biết là con số này đại diện cho tổng cộng là 166.301 trader sẽ bị thanh lý à, và các bạn có biết lệnh mà lớn nhất bị thanh lý là lệnh gì hay không? Đó chính là lệnh Ethereum USDT trên sàn Binance. Lệnh lớn nhất được thanh lý là một lệnh thôi đã là 4,41 triệu đô la. Con số không hề nhỏ, nghĩa là không một ai đó đó rất là bullish về hiện tượng nằm Cho nên có thể long rất là nhiều ở trên sàn Binance và đó là bị thanh lý Và chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là số lượng lệnh mình thanh lý trong vòng 24 giờ qua là phần lớn lệnh long Cũng có lệnh short, tại vì giá thị trường lên xuống và những bài nào mà margin con số quá lớn như là 100 max thì đương nhiên có thể bị thanh lý khi mà giá lên một chút à, nhưng mà nói chung bảy thì 87% của tất cả lệnh bị thanh lý là lệnh long và phần lớn đến từ sàn OKX chứ không phải là sàn Binance đây cũng là một điều thú vị cái bạn thấy được là OKEX á, thì 96% lệnh long bị thanh lý trên đó còn Binance á, thì đứng thứ nhì là 88% lệnh long nhưng mà chúng ta nhìn lại trong vòng 4 giờ qua đó thì chúng ta có long và short bị thanh lý nhưng mà phần lớn vẫn nhiên về tình Loan hiện tại và điều thú vị hơn đó, Thuận thấy có một bài viết mà Thuận cũng mới biết đây là có một cái ứng dụng ứng dụng này đó là một cái ứng dụng cho các bạn gửi NFT dùng để làm thế chấp có tên là BANDAO Thuận cũng mới biết là có ứng dụng mà cho những bạn nào mà rất là thích à, sử dụng margin đó, có thể là lấy những cái NFT giống như là Boa Fjoin những cái NFT này dùng để làm thế chấp mượn tiền để có thể làm chuyện khác và điều ở đây đó mà chúng ta thấy được là khi mà chúng ta thấy thị trường không tốt đó thì cái giá thấp nhất của những cái NFT này nó gọi là cái floor price cái giá nền của những cái NFT này sẽ giảm xuống theo thời gian khi mà không có nhiều nhu cầu và chúng ta thấy được là tới tháng 8 đó thì giá nền của NFT Boy Club này đó đã từ 153 Ethereum xuống còn có 69 Ethereum mà thôi thì những người đó mà dùng NFT này làm thế chấp đó thì đang uh, gặp nguy cơ là bị thanh lý tại vì cái giá nền đang giảm xuống và chi tiết hơn đó thì khi mà giá giảm xuống tới một mức nào đó thì các bạn sẽ bị lệnh thanh lý và nếu như mà không đặt thêm tiền đó thì cái người chủ sở hữu của NFT Bay Joy F Club này sẽ bị mất cái NFT của mình tại vì à, lúc đó giao thức sẽ bán cái NFT để mà lấy lại tiền và lúc đó đó thì chỉ còn cái phần mà thế chấp mà thôi còn cái phần còn lại đã bị mất rồi thì chúng ta thấy được đó là có một cái ví dụ được chia sẻ bởi cái ứng dụng này bây giờ đó thì cái giá nền của Bay Joy F Club này chỉ có là 69 Ether mà thôi Nhưng mà giả sử như là cái giá nền là 100 Ether đi Thì 100 Ether các bạn có thể là thế chấp cái NFT này Và có thể mượn được là 40 Ether Thông qua ứng dụng Bandow nếu như mà cái giá nền á, rớt xuống từ 100 ETH chỉ còn có 44 ETH đó thì trong vòng 2 ngày người này đó là phải nạp thêm tiền vào chứ nếu không là sẽ bị thanh lý và nếu như mà cái thời gian này người này không nạp tiền vào đó thì sẽ bị thanh lý và mất cái NFT này và tính tới thời điểm này đó thì dựa theo thống kê là có khoảng chừng là 20 NFT cho Club này đó là đang trong cái uh, tình hình là đã bị cái uh, lệnh là cần phải nạp thêm tiền vào chứ nếu không sẽ bị thanh lý uh, và nếu như chúng ta nhìn những cái uh, NFT mà đang được thế chấp đó mà trong phạm vi là hai của cái lệnh bị thanh lý đó thì cũng rất là nhiều. Nói chung thì uh, nếu như mà giá tiếp tục đi xuống mà những người này đã không thể nạp thêm tiền vào thì tất cả những NFT này sẽ bị thanh lý và tất cả sẽ được bán. Thì bạn cứ nghĩ đi, đột ngột có nhiều NFT vô Yacht Club này bị bán như vậy thì giá sẽ như thế nào? có khả năng là giá nó sẽ sụt xuống rất là nhiều đó chính là cái tình hiện tại của những người uh, mà đang lưu trữ PF cho club mà dùng nó làm thế chấp cho nên những mà nào mà đang lưu trữ PF uh, cho club đó những cái NFT này các bạn cũng nên hiểu chuyện đang xảy ra thường cũng mới biết có dịch vụ này nhưng mà đối như mà nào mà đang lưu trữ cái NFT này đó thì hi uh, vọng điều đó không xảy ra. Thì đó là tình hình chung của thị trường nhưng mà trước khi mình thuận chia sẻ với các bạn tiếp tục những cái thông tin như là liên quan tới uh, cái uh, luật chống lạm phát của Hoa Kỳ đó thì có hai cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn, nhất là cái điều liên quan tới là cái luật này đó sẽ chi ra là 80 tỷ đô la để mà mướn những cái người uh, của cục thuế đó thì nhiều người rất là lo lắng mướn thêm nhiều nhân viên thuế như vậy thì có phải là họ sẽ uh, đi tìm kiếm những ai mà không trả đủ thuế hay là không mình có nên lo lắng hay là không? Đó chính là điều chúng sẽ nói tới kế tiếp Rồi chúng ta cũng sẽ nói tới liên quan tới Tether Thì Tether hiện bây giờ đó đã, đã được kiểm toán bởi công ty video của nước Ý đó Mà một số bạn nói là công ty này cũng là một công ty mà nói chung là có tên tuổi Chứ không phải là một công ty mà ở những vùng đảo mà không biết đến Thì họ có tiền hay không để mà hỗ trợ giá của Tether đó cũng là điều kế tiếp thường chia sẻ và chúng ta sẽ nói tới một số thông tin liên quan tới Cardano và Hodonauts Nhưng mà trước hết á, thì với tình hình chung của thị trường đó thì chúng ta được là đây lại là một ngày mà thị trường vui dập ý chí của những chiến binh crypto như là chúng ta nói đến chữ đầu tư đó thì đừng để đến yếu tố ngắn hạn tác động đến cuộc sống của bạn hàng ngày chúng ta đầu tư đó tuy chưa có thể làm giàu về vật chất nhưng trước hết chúng ta phải giàu về tinh thần tất cả đều có chu kỳ và mỗi chu kỳ đó thì luôn mở đầu bằng một cái sự tích lũy biết việc tích lũy và lưu trữ ở đâu đó có thể giúp bạn an tâm hơn trong những tin tức và mỗi nguy hiểm luôn dình dập ngoài kia đây là một bài được chia sẻ bởi uh, admin nguyễn minh trong nhóm thường cũng muốn chia sẻ với các bạn ở đây chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin nổi bật khác đi thì uh, sau khi mà cái uh, luật chống lạm phát được ký mà chúng ta đã nói tới trên channel này vài lần thì có hai điều tôi muốn chia sẻ với các bạn đầu tiên hết á, là có một cái phần trong cái luật này đó nói là những cái công ty bắt đầu từ năm 2023 nếu như mà họ muốn dùng cái tiền dư của công ty đó để mà mua lại cổ phiếu à, thì sẽ bị đánh thuế là một phần trăm thì à, điều này nghĩa là gì các bạn đã thấy được là những công ty đó thì nếu như mà họ làm ăn có lời đó có dư tiền họ có thể dùng tiền đó để mà mua lại chứng khoán ở trên thị trường việc này sẽ giúp cho là có ít chứng khoán hơn và khi mà họ mua như vậy đó thì sẽ cho người đầu tư thấy là lòng tin của công ty đối với lại chứng khoán có thể là đang rẻ cho nên họ mới thu mua trở lại và đương nhiên điều này sẽ dẫn đến chứng khoán có thể tăng giá và đây cũng là một cách mà công ty chia sẻ cái lợi nhuận với nhà đầu tư một cách khác mà phổ biến hơn đó là những công ty dùng tiền để mà chia sẻ lợi tức cho những người mà đang lưu trữ cổ phiếu. Thì đây là một cái cách làm cũng rất là bình thường. Ở Hoa Kỳ rất nhiều những công ty cũng dùng tiền dư để mà mua lại cổ phiếu trên thị trường để mà đẩy giá lên. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2023 đó thì theo cái luật này thì mỗi lần như vậy sẽ phải đóng thuế là 1%. Cái sự ảnh hưởng trực tiếp đối với tài chính chúng ta vẫn chưa có rõ hiện tại nhưng một phần trăm thì cũng là một con số đáng kể nếu như chúng ta có một cái đợt mua lại lớn thì có thể nhiều công ty bắt đầu từ năm sau họ sẽ lựa chọn là chia sẻ lợi tức thay vì là họ dùng tiền để mà mua lại cổ phiếu trên thị trường và cũng có khả năng là từ đến cuối năm chúng ta có thể thấy được nhiều công ty đó ra thông báo là họ sẽ thu mua lại từ đến cuối năm tại vì cái luật này vẫn chưa áp dụng thì sẽ không cần phải đóng thuế năm nay cũng có thể luôn Nói chung thì những bài nào mà đang đầu tư vào những công ty mà thường đó cổ phiếu những công ty đó tăng tại vì công ty thường dùng tiền để mà thu mua lại cổ phiếu trên thị trường thì bắt đầu năm sau có thể là những công ty đó sẽ hạn chế hơn tại vì đương nhiên họ không muốn đóng cái thuế một phần trăm này rồi điều thứ nhì liên quan tới cái luật chống lạm phát đó thì trong cái luật này có để ra riêng là 80 tỷ đô la thì 80 tỷ đô la này đó dùng để mà đưa cho IRS nghĩa là cục thuế ở Hoa Kỳ để mướn thêm người thì đương nhiên rất nhiều người lo lắng bây giờ Bây giờ IS mướn thêm người thì có phải là thuế thực chất cao hơn Họ sẽ kiểm tra tất cả mọi người và đòi mọi người đóng thêm thuế hay là không Thì đối với cái sự lo lắng này đó Thì Bộ trưởng Bộ tài chính Janet Yellen cũng đã đưa ra cái lời phát biểu Nói là có bốn điều cần phải làm con số 80 tỷ này đó không phải là dùng cho một năm mà con số 80 tỷ này đó là dùng trong 10 năm. Thì con số này dùng đó để mướn thêm người là đúng để mà lo về chuyện thuế ở Hoa Kỳ nhưng mà không phải là dùng để mà đi kiểm tra tất cả mọi người đâu. Thứ nhất đó điều quan trọng nhất là hiện bây giờ đó theo cái bài viết này thì cái cục thuế ở Hoa Kỳ đó đang bị đình trệ cái công việc của họ. Theo thông tin đó, thì có khoảng chừng là 9.7 triệu giấy tờ thay thuế chưa được kiểm tra bởi cục thuế hiện bây giờ tại vì họ không có đủ người. À, thực ra con số này cũng rất là lớn luôn. Thường thì không nghĩ là tới 9,7 triệu người vẫn chưa có được uh, cục thuế diệt uh, cho năm 2021. Nhưng mà theo uh, bài viết này thì họ nói là số tiền sẽ dùng để mướn thêm người, để có thể là có thêm nhân viên, để để có thể là xử lý các văn bản thuế mà đang bị uh, tồn kho hiện bây giờ. Điều thứ nhì họ nói đó là để uh, tiếp tục phục vụ khách hàng tốt hơn. Tại vì bây giờ đã cục thuế đang thiếu người cho nên uh, có 11% cái số lượng điện thoại gọi vào là được trả lời mà thôi. Có nghĩa là 100 của điện thoại thì chỉ có 11 cú là được bắt bởi cục thuế mà thôi. Nhưng mà nào mà gọi cục thuế Hoa Kỳ cũng biết rồi các bạn chờ đợi rất là lâu, cho nên họ mướn thêm người để có thể phục vụ khách hàng tốt hơn. À, điều thứ ba họ nói tới đó chính là họ cần phải đầu tư thêm về công nghệ của cục thuế thì đầu tư thêm những công nghệ gì họ không nói rõ đây nhưng mà cái số tiền đó cũng sẽ dùng để mà mua thêm máy móc, cập nhật thêm công nghệ và điều thứ tư, họ sẽ mướn thêm người. À, để làm gì? Để cho những người mới này đó có thể là cho những người cũ về hưu và dựa theo à, cái thông báo đó thì trong vòng 5 năm tới đây sẽ có khoảng chừng là 50.000 nhân viên của cục thuế sẽ về hưu cho nên họ cần phải có thêm người để mà thay thế những người đó. Và trong năm 2021 đó thì à, Lúc đó IS có tổng cộng là 76.661 nhân viên Con số này đã nghe như là nhiều nhưng mà thật ra so với lại 10 năm trước đó à, là năm 2012 thì con số này vẫn là ít hơn 12.9% Thì nói chung đây là bốn cái điều quan trọng nhất mà cái số tiền 80 tỷ này sẽ dùng à, để mà giải quyết Cho nên à, dựa theo lời nói của Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đó là Janet Yellen Thì bà ta nói là nếu như mà các bạn là một cái doanh nghiệp nhỏ hay là các bạn làm lương trong gia đình là dưới 400.000 đô mỗi năm thì khả năng các bạn bị đi điều tra sẽ rất là thấp. Đó không phải là điều mà 80 triệu này dùng để làm. 80 triệu này dùng để mà làm những việc như nên vừa chia sẻ và họ sẽ chú tâm vào những hộ gia đình mà có thu nhập cao hơn 400.000. Nếu như mà các bạn có thu nhập dưới con số này đó thì không không phải lo lắng. Nhưng mà ít ra đây là cái lời chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Tài chính các bạn có tin hay không? À, thì các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này thôi thì vẫn rất là lo lắng tại vì con số 80 tỷ này đó à, nếu như mà họ thật sự là muốn chiếm thêm thuế đó thì đương nhiên tôi nghĩ là phần lớn 80 tỷ này dùng để mà đầu tư công nghệ và mướn thêm người để mà kiểm tra tất cả thuế nhiều hơn để rút thêm nhiều thuế cho Hoa Kỳ. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví multi-chain, Hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coi98 ngay hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi98. Điều kế tiếp đó cũng là một thông tin lớn đó chính là công ty Tether, công ty USDT đó. Thì chúng ta đã nhớ là ngày hôm qua có thông tin là họ đã đổi công ty kiểm toán và đổi qua công ty có tên là BDO Italia ở nước Ý. Và đây là một công ty mà một số bạn cũng nói thường là công ty cũng có tên tuổi, không phải là lớn nhưng mà cũng là công ty mà được nhiều người biết đến. Nói chung thì tốt hơn là những công ty kiểm toán cho những dùng đảo mà họ sử dụng trước đây mà không ai biết đến nhiều. Thì công ty BDO Italia này đã, đã kiểm toán công ty Tether À, và đến ngày 30 tháng 6 đó thì các bạn thấy được là công ty Tether bên dưới này đó họ có chia sẻ để vào có kiến thức cho các bạn thấy được là tới ngày 30 tháng 6 năm 2022 thì tổng tài sản của công ty Tether đó là 66,4 tỷ. Nhưng mà tính tới ngày 30 tháng 6 đó thì tổng số vốn hóa của đồng USDT trên thị trường là 66,2 tỷ đô la. Thì bây giờ là bao nhiêu? Nhưng bây giờ đó thì chúng ta nhìn vào Tether là chúng ta còn 67 tỷ hiện tại nhưng mà lúc mà ngày 30 tháng 6 đó thì chỉ có 66,2 tỷ mà thôi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu chúng ta nhìn vào tài sản so với lại cái số lượng Tether mà họ in ra đó thì chúng ta có nhiều tài sản hơn mà họ còn nợ một số nợ nhỏ khác nhưng mà không đáng kể thì nói chung là Tether dựa theo kiểm toán của BDO Italia là có đủ tài sản để mà đảm bảo cái số lượng đồng mà họ in ra hiện tại. Chúng ta cũng có thêm một chút xíu lòng tin về Tether nhưng mà Tether thì vẫn còn nhiều nghi vấn. Và thêm vào đó đó thì đồng Tether cũng đã quyết định là họ sẽ không có tiếp tục lưu trữ nhiều những cái commercial paper nữa. Thì commercial paper này là gì? Commercial paper này đó là những cái nợ ngắn hạn à, Thường là giống như là họ cho vay Rồi à, họ lấy lại Nhưng mà trong thời gian chỉ có vài tuần mà thôi Nhưng mà ít nhiều gì đó Thì cái số nợ này cũng có cái nguy hiểm Cho nên họ đã quyết định là không có cho vay Thông qua commercial paper nữa Và cho đến ngày 30 tháng 6 đó Thì dựa theo thống kê của Video Italia Thì họ đã giảm xuống là 58% của cái số nợ này rồi Có nghĩa là từ 20 tỷ bây giờ họ chỉ còn khoảng là 8,5 tỷ đô la là họ đang cho vay ngắn hạn mà thôi và họ sẽ tiếp tục giảm xuống cho đến tháng 8 đó còn khoảng chừng 200 triệu và cho đến tháng 10 của năm nay thì họ sẽ không còn bất cứ một cái khoản cho vay nào nữa để mà giảm thiểu cái rủi ro thì nói chung đó, đây cũng là một cái thông tin tốt đối với lại Tether đến từ một công ty kiểm toán khác là Video Italia và công ty kiểm toán mà có cái tiếng tâm lớn hơn là công ty trước đây họ sử dụng thông tin kế tiếp là thông tin liên quan đến um, uh, tôi đã chia sẻ với các bạn ngày hôm qua đó là có một cái developer đó một nhà phát triển của Cardano có tên là Adam Dean ngày hôm qua đã nói là cái phiên bản 1.35.2 này đó là có cái lỗi rất là lớn như là thường đã chia sẻ rồi nhưng mà hình như là trong nội bộ của Cardano có một chút gì đó nó đang lộn xộn tại vì Charles Hutchinson dựa theo tài liệu thì lại kêu gọi những cái stake pool operators cũng như là những cái nơi mà chạy những cái hội staking của Cardano đó là cập nhật cái phiên bản 1.35.3 này nhưng mà cái phiên bản này là cái phiên bản đã cải tiến so với cái phiên bản ngày hôm qua được nói tới bởi Adam Dean là 135.2 Nhưng mà cái phiên bản mới này là 135.3 Thì cả hai người phát triển bản lưới của Cardano đó chính là Adam Dean và Andrew Westberg Đều nói là cái phiên bản 135.3 này đó thì là một cái phiên bản sau phiên bản mà bị lỗi là 135.2 được nói tới ngày hôm qua Nhưng mà cái phiên bản này đó là cần thêm thời gian để mà thử nghiệm bây giờ đó giống như là họ nói là cho Hutchinson đang thúc đẩy à, và quá gấp với cái phiên bản này bây giờ kêu gọi những cái người mà chạy những cái hội staking đó là cập nhật phiên bản 1.35.3 này mà cả hai người Adam Dean và Andrew Westbrook đều nghĩ là có thể là có vấn đề cần phải thử nghiệm khi nào mà thành công rồi đó thì mới cập nhật lên mạng lưới chính thức nhưng mà cho Hutchinson thì lại không đồng ý với cách nhìn này và nói là không phải là đang gấp rút hay là đang thúc đẩy đâu. Và Johnson cũng nói là cho không có muốn là người mà tối ngày bị đổ lỗi khi mà cập nhật nào bị trì hoãn nữa. Nói chung thì điều mà chúng ta thấy đây đó là một cái drama đang xảy ra. Chúng ta bây giờ chưa có biết được thật sự như thế nào. Có phải là cái phiên bản 1.35.3 này đó là một cái phiên bản quá gấp rút mà có lỗi hay không. Dựa theo cho thì không phải nhưng mà dựa theo hai cái người developer này thì nói là có khả năng là phiên bản này cũng bị lỗi luôn. Cho nên uh, không nên cập nhật bây giờ và bây giờ chúng ta vẫn không rõ là cái cập nhật kế tiếp Vassal của Cardano sẽ trì hoãn tới khi nào chúng ta tới bây giờ vẫn chưa biết ngày chính thức và đã bị trì hoãn hai lần rồi từ tháng 6 cho tới bây giờ và cho Hutchinson đó, thì đối với thường thật ra cho dù thích hay không thích thì cho Hutchinson vẫn là tiếng nói dẫn đầu của mạng lưới Cardano là cái người mà dẫn dắt mạng lưới dẫn dắt những cái cập nhật và dẫn dắt cộng đồng của Cardano nhưng mà bây giờ đó thì cho nói là tối ngày cứ bị người khác uh, chỉ trích hay là Bị đổ lỗi hoài. Cho nên bây giờ Charles nói là bây giờ đó thì tùy theo cộng đồng mà thôi bây giờ cứ bỏ phiếu đi. Ai muốn cập nhật thì cập nhật. Ai không muốn cập nhật thì bỏ phiếu được không cập nhật. Rồi cộng đồng sẽ tự ra quyết định chứ không phải là Charles nữa. Thì thường thấy là ít nhiều gì đó thì đây cũng là một cái sự kiện đáng tiếc. Chúng ta thực sự là muốn thấy Charles Hutchinson dẫn dắt mọi người có một cái cách nhìn nó rõ ràng hơn là chuyện đang xảy ra đối với mạng lưới Cardano và khi nào mới có cập nhật Basel. Nhưng mà đây là thông tin mới nhất mà Thùng muốn chia sẻ cho những nào mà đang chờ đợi cập nhật đó Và thông tin kế tiếp Thùng muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin liên quan đến một công ty là ho Not Thì công ty này đó đã ra quyết định là cắt giảm 80% nhân viên Thì cái công ty cũng không phải là có nhiều nhân viên lắm 8, 80% đó là đại diện cho khoảng chừng 40 nhân viên mà thôi à, Thì đây là một công ty đó mà chúng ta thấy được là cũng bị ảnh hưởng với sự kiện theo UST cho tới bây giờ chúng ta vẫn còn nghe nói tới còn những công ty nào mà chưa có chính thức thông báo là gặp vấn đề tại vì cái sự kiện của UST nhưng mà đây là thông tin mới nhất là thông tin Not và họ cũng đã nạp đơn cho tòa án của singapore à, để có thể là tái cấu trúc công ty và cái mà thuận chưa rõ ở đây đó là họ là những cái khách hàng của họ đó thì uh, vẫn có thể là rút tiền gặp gỡ bao nhiêu rút ra bao nhiêu và họ có một cái chiến lược tái cấu trúc và có thể là lấp lại cái lỗ hỏng của công ty về mặt tài chính thường không biết là lỗ hỏng đó họ sẽ lấp như thế nào và họ cũng không nói rõ ở đây là cái lỗ hỏng đó là bao nhiêu tiền nhưng mà thôi thì không có biết ai đang sử dụng cái uh, dịch vụ của hodlnot nhưng mà nào biết thì comment bên dưới thì theo bài viết này nhưng mà nào mà đang có tiền trong hodlnot thì cũng có thể rút ra và không bị uh, mất mát phần nào. Vậy là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay, trước khi mà các bạn bước vào cuối tuần, thùng hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và thùng sẽ cố gắng chia sẻ thêm nhiều thông tin với các bạn. Và một lần nữa như mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng capital thì hãy bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm hiểu những cái thông tin như là các bạn có thể nhận được bonus hay là nhận được giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là binance.

I ain't playing.